Kế sách hiểm của Việt Nam đáp trả âm mưu chặn thượng nguồn sông Mekong của Campuchia và Trung Quốc. Quý vị thân mến, dự án xây dựng kênh đào Phù Nam Tech Cho của Campuchia do Tập đoàn Đường sắt Cầu đường Trung Quốc tài trợ đang gây ra nhiều lo ngại cho Việt Nam. Bên cạnh những tác động môi trường mà kênh đào này có thể gây ra cho đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nó còn đặt ra một mối đe dọa địa chính trị. Kênh đào có thể cho phép Hải quân Trung Quốc đi ngược dòng từ Vịnh Thái Lan và căn cứ Ream đến biên giới phía Tây của Việt Nam. Từ trước đến nay, Việt Nam đối mặt với mối đe dọa của Trung Quốc từ phía Bắc và phía Đông. Khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Campuchia, cùng với việc sức ảnh hưởng của Việt Nam đối với Lào không được như trước, thì sự bao vây của Trung Quốc đối với Việt Nam đang ngày càng toàn diện hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là Việt Nam cần phải làm gì để đề phòng nếu Campuchia và Bắc Kinh liên minh với nhau đe dọa an ninh Việt Nam? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trong những năm gần đây, Việt Nam dường như đã bị đánh lạc hướng bởi các tranh chấp trên biển. Các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Hà Nội tập trung vào hải quân và không quân. Việc tập trung vào không gian hàng hải có thể nhìn thấy từ mô hình mua sắm vũ khí của Việt Nam trong hai thập kỷ qua. Khi mối đe dọa trên bộ giảm bớt sau Hiệp ước Biên giới Đất liền Việt Nam-Trung Quốc năm 1999, Việt Nam đã ký các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Nga và Ấn Độ vào đầu những năm 2000 nhằm hiện đại hóa hải quân. Việt Nam đã mua các khí tài hải quân lớn, chẳng hạn như hai tàu hộ vệ lớp Gepard vào năm 2006, 6 tàu ngầm lớp Kilo vào năm 2009, 9814 vào năm 2013. Trong giai đoạn 2008-2016, Việt Nam đã mua 8 tàu tên lửa dẫn đường tấn công nhanh lớp Monija. Năm 2013, Việt Nam cũng mua 12 máy bay tiêm kích Sukhoi Su-30 MK2 cho không quân nhằm hướng tới các tranh chấp trên biển. Sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí vào năm 2016, Việt Nam đã mua 3 tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ cho lực lượng tuần duyên. Việt Nam cũng đang đàm phán để mua máy bay F-16 từ Mỹ để giám sát tốt hơn Biển Đông. Việc hiện đại hóa hải quân và không quân của Việt Nam diễn ra với cái giá là việc hiện đại hóa lục quân bị phớt lờ. Lực lượng nòng cốt vốn vẫn đang sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực từ những năm 1970 và pháo binh lỗi thời. Hà Nội đã cố gắng mua xe tăng T-80 từ Nga, nhưng các cuộc đàm phán đã thất bại do thiếu kinh phí. Năm 2017, Việt Nam đã đặt mua 64 xe tăng T-90S của Nga và được bàn giao vào năm 2019. Mặc dù có những nỗ lực nâng cấp và tân trang, khí tài của lục quân nói chung đã lỗi thời đến mức một số học giả coi chúng như thứ đồ thời chiến tranh lạnh. Với sự trở lại của mối đe dọa trên bộ, đã đến lúc Việt Nam cần suy nghĩ lại chiến lược, mua sắm vũ khí và tái định hướng chương trình hiện đại hóa quốc phòng theo hướng ưu tiên cho lục quân. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Việt Nam nên từ bỏ cam kết bảo vệ chủ quyền biển. Các khí tài hải quân hiện có của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hiện diện trên biển, chống lại các chiến thuật vùng xám của Trung Quốc và ngăn chặn Trung Quốc chiếm các đảo đang bị chiếm đóng ở Biển Đông. Điều Việt Nam cần hướng tới là một chiến lược mua sắm vũ khí có thể cân bằng ngân sách quốc phòng hạn chế với môi trường an ninh đang xấu đi ở cả miền lục địa và hàng hải, bảo đảm với Trung Quốc về ý định hòa bình của Việt Nam và cung cấp cho đất nước những vũ khí có khả năng sống sót cao nhất nếu chiến tranh xảy ra. Áp dụng chiến lược con nhím, tức là mua sắm một lượng lớn vũ khí hạng nhẹ cho lục quân, nên là trọng tâm trong chiến lược mua sắm vũ khí của Hà Nội. Chiến lược con nhím trước hết phù hợp với học thuyết chiến thắng của Việt Nam. Quân đội Việt Nam nhấn mạnh học thuyết chiến tranh nhân dân. Theo đó, trong thời chiến, mọi công dân và mọi binh sĩ sẽ được kêu gọi sử dụng mọi phương tiện sẵn có để chống lại kẻ thù vượt trội. Học thuyết như vậy phụ thuộc rất nhiều vào việc tận dụng địa hình thuận lợi để các đơn vị quân đội cơ động có thể nhanh chóng bao vây kẻ thù khi cần thiết và phân tán khi bị tấn công. Không khó để hiểu tại sao, bất chấp việc hiện đại hóa hải quân và cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra trong các vấn đề quân sự, Việt Nam vẫn cho rằng một cuộc chiến tranh trên bộ trong tương lai có nhiều khả năng sẽ quyết định sự tồn vong của đất nước. Đây là một tính toán hợp lý vì các đảo của Việt Nam cách xa đất liền và không gây ra mối đe dọa an ninh lớn nào, ngay cả khi chúng bị một thế lực thù địch chiếm đóng. Quân đội Việt Nam đã đưa ra hai kịch bản có thể xảy ra nhất cho các cuộc chiến tranh trong tương lai của Việt Nam. Kịch bản thứ nhất, kẻ thù vượt trội sử dụng vũ khí công nghệ cao để tấn công các mục tiêu trọng yếu của Việt Nam mà không cần tiến hành xâm lược trên bộ. Việt Nam có thể kiên cường nhờ học thuyết chiến tranh nhân dân, vì Việt Nam không có các mục tiêu tập trung. Kịch bản còn lại,
kẻ thù vượt trội thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trọng yếu của Việt Nam và tiến hành xâm lược trên bộ. Trong trường hợp này, quân đội sẽ dựa vào lợi thế địa hình của đất nước để tối đa hóa hiệu quả của học thuyết chiến tranh nhân dân. Trong cả hai kịch bản, Việt Nam đều cho rằng kẻ thù của mình sở hữu trang thiết bị quân sự vượt trội hơn nhiều so với mình. Điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ tham gia vào chiến tranh phi đối xứng để răn đe và phòng thủ, chống lại kẻ thù mạnh hơn trong chiến tranh trên bộ. Bản chất của vũ khí hạng nhẹ là dễ phân phát, cơ động và giá cả phải chăng phù hợp với chiến lược và ngân sách của Việt Nam. Vũ khí phi đối xứng, chẳng hạn như vũ khí chống tăng hoặc hệ thống phòng không di động, cho phép Hà Nội giảm thiểu sự mất cân bằng tài nguyên so với Trung Quốc. Việt Nam tốn ít chi phí hơn nhiều để chống lại xe tăng của đối phương bằng cách sử dụng vũ khí chống tăng so với việc sử dụng xe tăng của riêng mình. Ngoài ra, việc ngăn chặn các khu vực trên không phận bằng tên lửa đất đối không cơ động sẽ rẻ hơn so với việc cố gắng giành ưu thế trên không bằng các máy bay tiêm kích tối tân như F-16 hoặc Sukhoi Su-30 MK2 trước một kẻ thù đáng gờm hơn. Hiệu suất kém của xe tăng Nga và việc sử dụng hiệu quả drone giá rẻ của cả hai bên trên chiến trường Ukraine nên khiến Việt Nam cân nhắc lại việc mua các trang bị đắt tiền. Quan trọng hơn, vũ khí hạng nhẹ phù hợp với học thuyết chiến tranh nhân dân nhờ tính đơn giản và bền bỉ. Chi phí mua sắm và bảo trì thấp của chúng đảm bảo rằng việc chuyển hướng phòng thủ sang bộ binh sẽ không ảnh hưởng đến hải quân. Bên cạnh những lợi thế kỹ thuật của vũ khí hạng nhẹ, việc Việt Nam mua các loại vũ khí này sẽ giúp Trung Quốc yên tâm hơn về ý định hòa bình của mình. Vũ khí hạng nhẹ không phải là vũ khí tấn công tốt vì chúng không cho phép kẻ tấn công xuyên thủng phòng thủ của kẻ thù. Đồng thời, việc vũ khí hạng nhẹ có tính năng công nghệ thấp hơn vũ khí hạng nặng cho phép Việt Nam mua từ các nhà cung cấp khác nhau theo chính sách đối ngoại đa phương. Triển lãm quốc phòng năm 2022 của Việt Nam cho thấy nỗ lực đa dạng hóa việc mua sắm vũ khí của đất nước, thoát khỏi vũ khí Nga mà không gây ra khiêu khích cho Trung Quốc. Ngành công nghiệp quốc phòng trong nước cũng có khả năng sản xuất vũ khí hạng nhẹ cho lực lượng bộ binh, giúp giảm bớt sự phụ thuộc công nghệ của Việt Nam vào các nước ngoài và mang lại lợi ích cho chính sách đối ngoại độc lập. Tuy nhiên, sự yên tâm hiếm khi hoàn hảo. Vì vậy, Việt Nam cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu xung đột trên bộ nổ ra, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phải cầm cự đủ lâu để tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Thật không may, các trang bị đắt tiền sẽ trở thành mục tiêu tấn công và chúng không thể trụ vững trước các cuộc tấn công từ kẻ thù vượt trội về công nghệ. Để đảm bảo Việt Nam không thể trả đũa bằng cách tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Trung Quốc sẽ cố tình nhắm vào các vũ khí chiến lược của Việt Nam, chẳng hạn như không quân. Bắc Kinh cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công mạng để hạ thấp cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Việt Nam. Vũ khí hạng nhẹ có tính di động và khả năng che giấu tốt hơn, giúp chúng tồn tại tốt hơn và dân thường dễ dàng sử dụng hơn trong những trường hợp khẩn cấp. Vũ khí hạng nhẹ cũng báo hiệu rằng Việt Nam đang cố gắng ngăn chặn Trung Quốc bằng cách chống xâm nhập, không phải trừng phạt. Điều này có thể giảm bớt áp lực leo thang giữa hai bên. Trung Quốc có thể áp dụng chiến lược bóp nghẹt Việt Nam về mặt kinh tế, giống như những gì họ đã làm vào những năm 1980 để buộc Hà Nội phải tiêu hao ngân sách đến kiệt quệ. Dựa vào vũ khí hạng nhẹ để phòng thủ và răn đe sẽ không giúp Việt Nam thoát khỏi sự cưỡng ép của Trung Quốc, nhưng nó sẽ giảm thiểu chi phí để chống lại chiến lược bào mòn của Trung Quốc và giúp Hà Nội có thêm thời gian để tìm ra giải pháp ngoại giao. Về hiện đại hóa quân đội, đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam đánh giá lại những gì hiệu quả và những gì không. Mặc dù các khoản mua sắm đắt tiền của Việt Nam thể hiện cam kết chính trị trong việc bảo vệ chủ quyền, nhưng những vũ khí này đều tốn kém bảo trì và không thể tồn tại đủ lâu để tạo ra sự khác biệt trong một cuộc xung đột nghiêm trọng. Quân đội Việt Nam từ lâu đã nhấn mạnh yếu tố con người hơn là yếu tố công nghệ trong chiến tranh. Và nguyên tắc chủ đạo của việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam là xây dựng một lực lượng độc lập, tự chủ và tiên tiến trong phạm vi tài chính của mình. Vũ khí hạng nhẹ sẽ mang lại cho Việt Nam cơ hội sống sót tốt nhất với chi phí chấp nhận được. Vâng thưa quý vị, siêu dự án Phủ Nam Techo đang thổi bùng căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia. Ông Hun Sen và ông Hun Manet thì liên tục đưa ra những tuyên bố đanh thép về quyết tâm thực hiện dự án. Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc được xác nhận là công ty thực hiện nghiên cứu khả thi dự án kênh đào Phủ Nam Techo và cũng là công ty đầu tư vào kênh đào này. Campuchia thì luôn bác bỏ việc vay tiền Trung Quốc để xây kênh đào mà chỉ đề cập là sẽ tiến hành theo cơ chế đối tác công tư PPP, không theo khuôn khổ khoản nợ từ đối tác phát triển nào.
Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định siêu dự án Phù Nam Tích Chô sẽ do các đối tác Trung Quốc xây dựng theo hợp đồng BOT, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Còn riêng ông Hun Sen thì gần đây đã lên tiếng phủ nhận siêu dự án này thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Dự án này hoàn toàn không liên quan gì đến sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Dự án 100% do Campuchia khởi xướng, ông tuyên bố. Theo Her Times, tường thuật vào ngày 20 tháng 5, ông Hun Sen đã đáp trả trước nhiều bình luận trong giới đối lập tại Campuchia và lời kêu gọi từ phía Việt Nam về việc chia sẻ thêm thông tin về dự án kênh đào Phù Nam Tích Chô. Gần đây, ông Hun Sen cũng hối thúc đẩy nhanh tiến độ khởi công siêu dự án này. Tôi đề nghị tân thủ tướng và chính phủ không chờ đợi quá lâu. Nếu có thể động thổ sớm thì hãy thực hiện, bởi vì sẽ có thêm nhiều phản ứng. Chúng ta cần suy nghĩ cho nền kinh tế của mình. Chúng ta cần suy nghĩ cho nền độc lập của chúng ta. Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng muốn Campuchia có một tuyến đường thủy độc lập và không muốn tàu chở container của Campuchia vướng thông quan trong tuyến đường thủy của họ. Her Times dẫn lời ông Hun Sen. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol đã nói với Reuters ngày 7 tháng 5 rằng kênh đào Phù Nam Tích Chô sẽ cắt giảm tới 70% lượng hàng hóa vận chuyển qua các cảng Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Campuchia đã tuân thủ Hiệp định Mekong năm 1995 và đã thông báo cho Ủy hội sông Mekong về dự án xây dựng kênh đào Phù Nam Tích Chô. Ông cũng cho rằng kênh đào Phù Nam Tích Chô là một dự án mang tính lịch sử, sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia. Hãng thông tấn AKP dẫn lời ông Hun Manet cho hay, việc xây dựng sẽ được tiến hành với sự hợp tác của các đối tác Trung Quốc theo hình thức BOT, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Cũng theo AKP, dự án kênh đào sẽ được thực hiện theo cơ chế đối tác công tư Public Private Partnership PPP mà không theo khuôn khổ của bất kỳ khoản nợ từ các đối tác phát triển nào. Hội đồng Bộ trưởng Campuchia ngày 19 tháng 5 năm 2023 phê chuẩn dự án hệ thống Logistics và điều hướng Tonle Basak hay còn gọi là kênh đào Phù Nam Tích Chô sau quá trình nghiên cứu tính khả thi kéo dài 26 tháng với sự tham gia của các chuyên gia môi trường, kỹ thuật và xã hội. Đây là dự án mang tính lịch sử đầu tiên trong lĩnh vực vận tải đường thủy của Campuchia nhằm kết nối hệ thống sông Mekong và tuyến đường biển. Kênh đào Phù Nam Tích Chô dự kiến được khởi công vào cuối năm nay sau khi Tập đoàn Quốc doanh Cầu đường Trung Quốc đạt được thỏa thuận triển khai dự án tại một hội nghị sáng kiến Vành đai và Con đường diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái. Theo kế hoạch, con kênh sẽ có chiều rộng 100m ở thượng nguồn, 80m ở hạ nguồn, sâu 5,4m. Kênh kéo dài khoảng 180m, chỉ kém kênh đào Suez hơn 10km. Từ Phnom Penh đến tỉnh ven biển kép của Campuchia, kênh đào sẽ chạy qua 4 tỉnh gồm Kandan, Takeo, Kampot và Kép với tổng dân số 1,6 triệu người sinh sống hai bên đường thủy. Dự án dự kiến được hoàn thành sau 4 năm với kinh phí khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Giới chức Campuchia khẳng định kênh đào Phù Nam Tích Chô chỉ nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động kinh tế của nước này. Cựu thủ tướng và hiện là chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen viết trên Twitter rằng cơ sở hạ tầng quan trọng này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nông nghiệp bằng cách cung cấp nước cho trồng trọt, quản lý nước tốt trong mùa mưa và tăng sản lượng cá nước ngọt cùng nhiều lợi ích khác. Báo Khmer Times chỉ ra kênh đào này sẽ mang lại nhiều lợi ích bao gồm giảm thời gian, khoảng cách và chi phí vận chuyển hiện tại, tạo thêm việc làm tại cảng tự trị Sihanoukville, cảng tự trị Phnom Penh và các cảng khác. Ngoài ra, các nhà phân tích của Campuchia nói rằng kênh đào sẽ giúp hình thành các khu thương mại, trung tâm logistics, phát triển nhiều vùng vệ tinh mới, mở rộng các vùng phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, hỗ trợ phát triển cực kinh tế thứ tư của Campuchia, thúc đẩy phát triển đô thị và đô thị hóa, thúc đẩy tăng trưởng bất động sản. Ủy hội sông Mekong MRC, tổ chức liên chính phủ phụ trách quản lý nguồn tài nguyên nước giữa Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam cũng đã đề nghị và đang chờ phía Campuchia chia sẻ thêm thông tin về dự án. Có rất ít thông tin công khai về cách Campuchia lên kế hoạch giảm thiểu tác động khác như gián đoạn vùng ngập lũ tự nhiên của đồng bằng sông Mekong và di rời các hộ dân sống dọc tuyến kênh. Hiện tại, tài liệu sẵn có duy nhất về dự án là tài liệu mà Ủy ban Mekong Quốc gia Campuchia thông báo cho MRC về dự án. Tài liệu này khẳng định dự án sẽ không có tác động đáng kể đến lưu lượng dòng chảy hàng ngày và dòng chảy hàng năm của hệ thống sông Mekong. Các tác động xã hội và môi trường cũng ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, ông Brian Ayler, giám đốc trung tâm Stimson cho biết, tài liệu không bao gồm thảo luận nào về tác động môi trường thực tế đối với sông Mekong. Tài liệu cũng thiếu phân tích chi phí và lợi ích cũng như việc người dân Campuchia được hưởng lợi ích kinh tế như thế nào. Theo ông,
với những tác động lớn tiềm tàng đến môi trường, dự án cần được nghiên cứu kỹ thuật đầy đủ trước khi triển khai. Một số nông dân và ngư dân nằm trong khu vực dự án chia sẻ, sinh kế của họ phụ thuộc vào nguồn nước và họ lo ngại sinh kế đó bị ảnh hưởng khi xây dựng kênh đào. Giới chức Campuchia khẳng định dự án kênh đào Phù Nam Techo hoàn toàn nhằm mục đích kinh tế. Nhiều nhà phân tích không loại trừ khả năng kênh đào Phù Nam Techo cũng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Điều này làm dấy lên lo ngại cho Mỹ và các nước láng giềng của Campuchia về sự mở rộng hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Các chuyên gia quân sự nói rằng kênh đào Phù Nam Techo sẽ tạo ra độ sâu cần thiết đủ để tàu quân sự di chuyển từ Vịnh Thái Lan hoặc từ quân cảng Riam của Campuchia tiến sâu vào nội địa. Tuy nhiên, báo Khmer Times dẫn lời ông Hun Manet cho biết tàu chiến không thể đi qua kênh đào Phù Nam Techo bởi vì trọng tải lớn hơn trọng tải cho phép đối với con kênh này. Ông nhấn mạnh kênh chỉ được sử dụng cho tàu hàng, cụ thể kênh cho phép tàu trọng tải 3.000 tấn vào mùa khô và 5.000 tấn vào mùa mưa. Trong bối cảnh còn nhiều tranh cãi liên quan đến dự án, phía Mỹ đã đề nghị Campuchia minh bạch thông tin. Wesley Hunter, quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh cho biết, người dân Campuchia cùng với người dân các nước láng giềng và khu vực rộng lớn hơn sẽ được hưởng lợi từ sự minh bạch trong bất kỳ hoạt động nào có tác động tiềm tàng đối với việc quản lý nước, tính bền vững của nông nghiệp và an ninh trong khu vực. Nhà ngoại giao này nói thêm, chúng tôi hối thúc giới chức trách Campuchia phối hợp chặt chẽ với MRC để cung cấp thêm chi tiết về dự án, đồng thời tham gia đầy đủ vào các nghiên cứu đánh giá tác động môi trường để ủy hội và các nước thành viên hiểu và chuẩn bị cho bất cứ tác động tiềm tàng nào của dự án. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn nghĩ gì về kênh đào Phù Nam Techo và sự nhúng tay của Trung Quốc vào dự án tỷ đô này? Theo quý vị và các bạn, Việt Nam có nên đầu tư mạnh hơn trong việc nghiên cứu và mua sắm vũ khí không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.